Hôm nay mình tự cắt tóc cho myself. Chia tóc ra làm hai gọn gàng. Thông thường mình cắt như vậy thì cái tóc của mình á nó sẽ mau dài lắm. Mình phải tỉa nó rớt ít nhất là mấy 1 inch. Rồi mình lấy cái đó làm cái gai ha, mình sẽ cắt xung quanh cho cái tóc nó ôm vô. Hai gai tóc của mình đây nè. Mình cắt như thế này trước, sau đó mình sẽ cắt layer nữa ha. Cắt đều xung quanh nha. Mình sẽ lấy ở đỉnh giữa là mình kéo lên cao nè. Để xuống dưới cắt. Chia cái part này ra. Có một cái nguyên lý của nó, mình biết chia đều cái part ra, sau đó mình cắt, mình tỉa qua tỉa lại cho nó đều với nhau là ok, không có gì khó. Này cái đường line nó có sẵn ngay chỗ này nè, lúc nãy mình cắt á, thì bây giờ mình chỉ để vào mình cắt này thôi nè. Mình sẽ cắt đi bớt 1 inch 1 inch 1 inch vậy đó, mình sẽ cắt đều như vậy. Cái chia từng phát ra mà cắt vậy thôi ha. Nó có cái gai lai hết rồi. Mình mới gội đầu xong để tóc ướt cho nên là mình cắt rất là ok. Đó, nó có cái gai lai ở đây nè, mọi người thấy không? Gai lai thấp nhất ở đây nè. Đó. Thì chỉ có vậy thôi, mình để vô mình cắt nè. Sau đó mình sẽ chia tóc qua bên này. Tại vì hồi nãy là mình đã cắt một cái part bên này rồi đúng không? Mình sẽ chừa lại một chút xíu, tại nó có một cái guideline riêng của nó. Tương tự như vậy mình cắt hết mấy cái part luôn ha. Tóc. Mình sẽ túm một cái đường hình tròn xung quanh cái đầu. Đây mình cắt theo kiểu này là nó sẽ layer rất là đều luôn á. Ở
Còn bây giờ là túm hết phần còn lại, chải lên cao và cắt nó cho nó đều lại. Mái tóc mới mẻ rồi đó. Đi coi, mình sẽ so lại nha. Mình sẽ chải lại. Đã làm rồi. Túm hết phần này lên. Nó vừa hơi chiếc lá mà nó vừa bầu bầu phía trước. Còn dư một chút nè. Cắt nửa bên này. Nửa này nó đều lắm nè ha. Rất là đều luôn. Đó. Nó hơi còn chút xíu thôi. Mình tỉa lại chút xíu. Đó. Mình canh bốn phương tám hướng đều như nhau là tóc đẹp. Được rồi. Đều nè. Thấy không? Yeah. Vậy là ok rồi đó. Mình chỉ cần cắt một inch thôi. Tóc mình đẹp ha. Mà nó layer nữa, khi mà mình đi ăn tiệc đó, cái mình chỉ cần làm cái tóc mình thì nó theo từng lớp dễ thương lắm. Mà tại mình hiếm khi có thời gian để mà làm tóc đó mà, cho nên là ok, rất ok luôn. Giờ là có mái tóc đẹp rồi nè, thấy không? Đó, sấy sơ sơ lên là đẹp rồi. Còn ngoài ra đó, chúng ta cũng có thể là, ví dụ như mình lấy một part bên này nè. Đó, mình sẽ quay ngược nó trở ra. Quay ngược nó trở ra thì nó sẽ làm cho mình có một cái mái giống như vậy nè. Đó. Nó sẽ lạ lạ vì nó đi ngược chiều với cái phần tóc mà nó ôm vô cái mặt đó. Đẹp chưa? Tiên mà không làm thì thôi, Tiên làm lên, Tiên xin gấp bội phần. Thôi, lâu lâu ở nhà có thời gian làm đẹp lên chút xíu, mình tự ngắm mình cũng đỡ buồn lắm. Dễ thương không? Đó, nó cúp 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 cúp, nó ôm vô vậy nè. Đó, cưng lắm.